Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và mình là Kiều Trinh. Và ngày hôm nay thì mình sẽ có một số cũng khá đồ mà trong thời gian vừa qua mình đã mua. Đợt này thì mình không có làm nhiều về Shopee haul nữa, tại vì mình không còn hứng thú với đồ Shopee nhiều lắm. Với cả là ship Trung Quốc về Việt Nam bây giờ thì nó cũng rất là lâu, vậy nên là mình còn không mua đồ ở Trung Quốc nhiều. Trong tủ mình vẫn còn một đống đồ ấy. Hôm nào mình sắp xếp được thời gian rảnh thì mình sẽ quay sau. Và ngày hôm nay ý, thì đa số là sẽ là những cái đồ như là local brand này, hoặc là local brand của Hàn Quốc, hoặc là mấy cái món đồ linh tinh rất là hay ho, chick moment cùng với idol, và mình nghĩ mọi người cũng sẽ rất là thích. Và mình sẽ không nói nhiều nữa đâu, chúng ta hãy cùng vào video thôi nha. Ok, đầu tiên mình rất muốn khoe cho mọi người một món đồ mà mình mua. Đó chính là chiếc máy phim đầu tiên trong cuộc đời mình. Ngày trước thì mình có những chiếc máy phim Polaroid ấy. Đó, cái máy phim mà chụp ảnh lấy luôn. Còn đây là chiếc máy phim mà kiểu gọi là sao, kiểu ngày xưa. Nói chung là một chiếc máy phim. Nhưng mà bình thường thì mọi người sẽ dùng những cái chiếc máy phim cổ cổ ấy. Còn mình thì mình mua một chiếc máy rất là xinh như thế này. Lúc đầu thì mình kiểu chỉ định mua tặng cho Mẫn Nhi một cái thôi. Nhưng mà xong rồi thì mình kiểu trông nó xinh quá mọi người ạ. Trông kiểu dùng để chụp hình như này cũng xinh này. Đó, xong rồi mình nghĩ là mình sẽ sắm một cái. Tại vì máy này cũng không đắt lắm. Mua là 1.299.000. Xong rồi mình mua hai cái mình còn được giảm thêm 10% nữa. Vậy nên là mình thấy đây một khoản đầu tư xứng đáng. Vừa có thể sống ảo với em nó và vừa có thể sử dụng em nó để ghi lại những cái khoảnh khắc. Cái tiền mua máy phim thì mình thấy là không tốn nhiều đâu, nhưng mà cái tiền mua phim nó mới là tốn nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ chụp một cái lúc mà mình đang quay. Đấy, để ghi lại khoảnh khắc ngày hôm nay. Đó, dùng rất là đơn giản thôi mọi người ạ. Mình cứ kéo như này thôi. Mình sẽ chụp con xi măng ở dưới đất. Đấy, xong mà này rất xinh, máy này thì còn có mấy màu nữa cơ. Mọi người có thể tham khảo nha, mình sẽ để link ở dưới. À, tiếp theo đây thì mình có một món quà từ một cái shop decor mà mình rất là thích. Ở đây thì có rất nhiều đồ decor xinh, nhìn cái gì cũng muốn mua ấy. Mỗi tội là không có tiền thôi mọi người ạ. Thì ở đây mình có nhận được ba cái đế này, gọi là cái kiểu lót cốc này, hoặc là mọi người có thể dán lên tường để trang trí cũng được. Rất là xinh luôn ấy mọi người. Màu kiểu, đúng kiểu màu sắc bánh bèo mà giờ đây mình thích. Đó, mà chất cái này là chất lông rất là xịn, mọi người có thể tham khảo nha. Mình sẽ để link cái shop của chị ở dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo. Tiếp theo thì mình có hai sản phẩm mà mình mua từ Hàn Quốc. Đây là sản phẩm chip moment với chị Rose, với cả một cái thì sẽ là cũng của Oi Oi, nhưng mà sẽ là mua vì cái cạp của chị Rose. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái áo chip moment với chị Rose. Đây là một chiếc áo phông của Oi Oi, chỉ đơn giản có chữ Oi Oi ở đây thôi, có khá là nhiều màu. Và chị mặc cái màu trắng này nên là đương nhiên mình cũng sẽ mua màu trắng rồi. Và mình mua là size L. Mình thấy size L của Oi Oi không quá rộng đâu, mà người nhỏ người vẫn có thể mặc được size L. Hoặc là nếu mà thích vừa vặn hơn thì mọi người chọn size M nha. Chất liệu vải thì mình thấy rất là ok luôn ý. Bạn này thì là hình như là gọi là dạng có giãn hai chiều nên là sẽ không bị chảy. Phần cổ may thì chất liệu vải rất là xịn. Đường kim mũi chỉ thì đương nhiên là rất là chắc chắn rồi. Và giá thành bạn này thì mình thấy là ok so với những cái local brand Hàn là 899.000. Và mua bạn này thì mọi người còn được tặng một cái khăn có chữ Rose nữa nha. So với mấy cái áo phông của LB mình hay order ấy, thì mình thấy là OIOI có một cái giá thành rẻ hơn so với áo phông. Đó, nói chung áo phông thì mình cũng không có nhiều thú để bàn cãi lắm. Và mình order ở một bạn Swaseco. Chắc là bạn nào xem nhiều video ho Hàn của mình cũng biết mình toàn order của một bạn ấy. Đây, tiếp theo thì mình có mua một cái áo crop top này của OIOI. Thì đây, cái áo này nằm trong số những cái danh sách áo mà sẽ được tặng cả của chị Rose, nên là mình đã chọn một cái. Lúc đầu thì mình định chọn một cái này, cái mà cái kẻ chị Rose mặc cơ, nhưng mà mình sợ là mình mặc cái đấy lên thì nó sẽ khá là mập ấy, tại vì nó là kẻ ngang, nên là mình thôi chọn một cái phương án an toàn hơn là một chiếc áo này. Áo này thì mình thấy là gầy hoặc là mập nhưng mình vẫn có thể mặc vừa tại vì rất là thoải mái. Và nó là dạng khóa như này và khóa hai chiều, mọi người có thể mặc kín hoặc là mặc hở lên như này, tùy ý của mọi người. Chất vải thì là chất vải len tăm tăm, gọi là len đúng không biết, nhưng mà chất rất xịn. Áo này thì đắt hơn hẳn bạn áo phông kia, bạn này thì có giá là khoảng hơn 1.500.000 mọi người ạ. Đây, giá gốc của nó, giá hàng là 79.000 won. Rất là ok luôn, form rất là xinh. Và bạn này cứng cáp, nói chung là mình nghĩ là bạn này mặc sẽ rất là bền. Vậy nên là số tiền bỏ ra thì mình cũng thấy xứng đáng. Cộng thêm cái cạc của chị nữa. Đây này, đây là cái hộp cạc của mình nhận được mọi người ạ. Thì ở ngoài này sẽ có chữ 5252 by Oi Oi. Đây là bộ trong bộ sưu tập Spring Summer Season. Trong này không có gì biết rằng, tại vì mình bỏ ra một cái collect cạc riêng của mình rồi. Đây mọi người ạ, đây cạc trong collect cạc của mình đây. Đó, chị yêu đấy. Mọi người sẽ có 5 cái cạc nhá. Có cả cạc với hanh này mọi người ơi. Đó, ôi xinh dã man, mà cái cạc này cứng chứ không bị ấy như là cạc của YG đâu ấy. Đây một cái cạc này nữa. Vậy là mình đã có 5 cái cạc. Lãi dã man. Mua cái áo xong rồi được tặng thêm 5 cạc
cái cả của chị nữa. Vừa chip moment với chị Rose xong thì mình cũng không quên chip moment với em gái của mình, đó chính là Ninh Ninh. Em gái của mình vừa mới sang Mỹ để diễn Coachella đấy. Thì hôm trước Aespa có vừa mới trở thành đại diện phát ngôn, mình không nhớ là đại diện phát ngôn hay là đại sứ thương hiệu nữa, của LB, là một cái brand Hàn mà mình rất là thích. Nói chung là basic, dễ mặc thôi. Thì đây em có cầm một chiếc túi này mà mọi người nhìn cái hình ảnh em cầm đi, mặc gì là muốn mua luôn. Tại vì em Ninh nói chung là bâu dáng rất là xịn ý. Vậy nên là cái túi này mặc dù mình đã thấy nó rất nhiều lần từ rất lâu rồi, nhưng mà mình vẫn không mua. Cho đến khi em Ninh cầm thì mình đã quyết định mua. Đây là một chiếc túi kẹp nách, và mình mua bạn này với giá là 1.7, 1.8 gì đấy mình không nhớ, ở một cái em chuyên order MLB. Bạn này thì order MLB giá khá là tốt, và bạn ý vừa bị mất nick Eagle với mọi người follow lại cho bạn ý. Mỗi bạn cho bạn ý một cái follow nha, để cho bạn ý sớm hồi lại nick. Đây là một chiếc túi mình thấy khá là basic và dễ mặc. Nói chung là mọi người mặc với áo phông hoặc là mặc với những chiếc váy basic ấy thì khá là dễ phối. Và trong này thì cũng đựng được khá là nhiều đồ mọi người ạ. Đây, mình đựng được một đống son với cả một đống cả idol. Mấy cạc idol này là mình đi bán nhưng mà không có bán được mọi người ạ. Ai có muốn mua cạc idol các thứ thì liên hệ với mình nhá. Trừ chị yêu Rose này, với em Ninh này, với cả anh Vi, với cả em Dung Vân ra thì ai mình cũng bán nhá. Ok, và tiếp theo thì để khởi động cho một mùa hè năng động thì mình không thể nào mà quên được áo phông. Và áo phông ở nhà mình thì mặc dù năm ngoái mình mua phải đến 20 cái rồi, nhưng mà nó vẫn mất dần. Và mình thì lúc nào cũng không thể thiếu được áo phông, tại vì mình thường mặc áo phông đi ngủ ấy mọi người. Hoặc là mặc áo phông vào những lúc mà mình không biết mặc gì vào mùa hè. Vậy nên là đợt này thì mình đã quyết định chọn mua 3 cái áo phông của một local brand thôi. Tại vì mình thực ra là mình không ưng quá nhiều áo phông của local brand, mà mình lại thích những cái mẫu nó basic thôi mọi người. Basic như là ví dụ như áo của Hàn chỉ có một chữ đơn giản như thế thôi. Thì mình chọn 18mm mọi người ạ. Đây là cái brand mà năm ngoái mình cũng mua về đến 5 cái á. Đó, thì năm nay mình mua thêm 3 cái nữa để mình mặc. Chất năm nay thì mình thấy khác năm ngoái một chút. Nó cũng là chất là kiểu có tông hai chiều, có giãn hai chiều. Nhìn này thì nó sẽ không bị chảy áo mọi người ạ. Mọi người giặt máy giặt thoải mái nha. Phần cổ các thứ của áo này rất ok. Mình mặc cái brand này kiểu giặt suốt ngày, mình thấy là nó vẫn giữ được cái form và nó không bị chảy. Cổ nó vẫn ok và mặc, nói chung là mặc rất là dễ chịu. Mình mua thì là size L. Mình thấy là áo này có một cái là size rất là to, nên là bạn nào mà thích kiểu form rộng ấy thì nên mua. Nếu bạn nào nhỏ quá thì chỉ nên mua size M thôi nha, tại vì nó rất là rộng rồi. Thì đầu tiên mình có một chiếc áo này, là một chiếc áo màu be nâu xám, không biết gọi đây là màu gì nữa. Nhưng mà chỉ có một cái họa tiết nhỏ như này thôi. Đây. Đó, ở đằng sau có một cái chữ đấy, có mấy cái chữ như thế thôi. Nói chung là đơn giản, basic, không có gì để bàn cãi nhiều ấy. Và màu cũng rất là xinh, form thì cũng rất là đẹp. Đây, tiếp theo thì mình có một chiếc áo màu đen. Chiếc áo đen này thì dày hơn mọi người ạ, mình thấy dày hơn và gần như là không cảm nhận được cái sự co giãn nó ấy. Mặc áo này thì trông rất là dày, vải trông khá là xịn. Design trông đơn giản như này thôi, trông lại rất là hút mắt mình. Và đằng sau thì có số 18, có nghĩa là mặc áo này lên là mình có 18 tuổi thôi, kiểu vậy. Size L rộng dã man mọi người, tại vì hết size M nên là mình phải lựa chọn size L. Tiếp theo cuối cùng mình có một chiếc áo màu xanh này. Lúc đầu thì mình định mua cái áo này màu nâu đậm nhưng mà hết sạch rồi mọi người ạ. Vậy nên là mình mua áo này màu xanh size M. Size M thì vừa vặn hơn, cái form của bạn này lên rất là ok, nó không bị quá là to ngang hoặc là không bị quá là dài. Và chất bạn xanh này thích nha. Chất bạn xanh này khá là mát mẻ, gần giống chất bạn đầu tiên, ít co giãn hơn và phần chữ cũng rất là đẹp, in basic thế thôi. Đằng sau thì không có gì, chỉ có một cái màu này thì cũng rất là tốt da, không biết nói gì về áo phông nữa. Ok, tiếp theo thì ngày hôm qua mình đã quyết định đi ra Elmo để shopping một tí. Và mình đã vào Cotton On để mình mua một chút đồ hè mọi người ạ, và đồ đi biển. Thì đây, đầu tiên mình có một đồ đi biển là hai đôi dép. Một là đôi dép xăng đan thẳng thắn, hai là đôi dép tông. Hai cái này thì hôm qua được sale mọi người ạ. Giá gốc của em nó thì một cái là 349, một cái là 429, nhưng mà mua hai cái thì chỉ có giá hơn 500.000 thôi. Vậy nên là mình đã quyết định mua hai cái luôn. Và khi mà mua cái này thì mình mua size to hơn mình hai size luôn đấy mọi người. Tại vì là cái chân mình to, chiều ngang to, vậy nên là cái dép xăng đan này dễ bị chật cái phần quai á. Nên là cái này mình mua size 40, còn cái tông này thì mình mua size 39 đi cho nó thoải mái luôn. Tại vì là nói chung là mình thích đi dép rộng lắm. Màu trắng này thì cũng rất là tôn da và đi biển thì cực kỳ hợp luôn. Vậy nên là bạn nào đi biển thì mình rất là khuyên có thể ra Cotton On để có thể lựa mấy cái đôi dép này nha. Đi lên rất là xinh và chắc chắn. Cái dép xăng đan này mọi người có thể dùng để đi đâu, mặc nói chung là mặc những cái váy dài các thứ, đi dạo phố các thứ cũng là ok. À đây, để đi biển nữa tôi còn có một chiếc váy này mọi người ạ. Đấy, sắm một chiếc váy này mới để đi biển đây, lần đầu tiên đi biển cùng bố mẹ. Và đây là một chiếc váy cũng basic thôi, nó là cái kẻ caro nhỏ nhỏ và màu xanh rất là xinh, rất là summer, rất là yêu luôn. Nói chung là đồ ở Cotton On ấy, mình nghĩ là những bạn nào mà nhỏ người ấy thì có thể chọn được vô vàn đồ luôn, tại vì đồ nó rất xinh, nó nói chung là xinh lắm. Đây thì mình có phần này, cái phần trên này
nó nhún nhún như này thì rất là dễ để vừa với mình. Mình mua size L thôi nha mọi người. Ở dưới phần váy này thì cũng xòe rộng này, và cũng có hai lớp vải nha, rất là ok la. Bạn này thì mình mua giá gốc, tại vì bạn này là mẫu mới, vậy nên là không có sale. Giá gốc là 1.099.000. Mong là sẽ có ảnh đẹp với em nó. Bạn này thì mình sẽ không mix, à không mặc một mình đâu, tại vì nó rất là béo. Mình sẽ mặc về áo sơ mi hoặc là một cái áo gì đấy bên ngoài. Không rồi, lúc mà mình phối thì sẽ cho mọi người xem sau. Ra mình có một cái áo phông, nhưng một cái áo phông nữa của nhỏ Minh Anh. Ở đấy thì có rất rất nhiều mẫu áo phông, vô vàn mẫu áo phông mà chất vải thì rất là thích. Có những chiếc áo cũ cũ kiểu như áo second hand mọi người, trông xịn lắm man. Xong rồi còn có mấy mẫu Blackpink nữa, bạn nào thích Blackpink có thể ra xem nha. Mình thì mình chọn cho mình một chiếc áo màu xanh như này. Đan đan. Đây là họa tiết của em cute lắm. Đó, và cái đoạn này mình mua là có giá là 529. Xong rồi cái áo của Minh Anh là 479. Khi mà mua để cái áo phông thứ hai thì cái áo phông thứ hai đấy sẽ được giảm 50%. Đấy, vậy nên là bọn mình quyết định mua hai cái để một cái được giảm 50% cho nó tiết kiệm. Đấy, nói chung là đang có nhiều sale lắm, mọi người có thể ra mua nha. Sẵn áo phông ở đây thì mình thấy nó kiểu mỏng mát ý, có giãn hai chiều nên là cũng sẽ khó bị chảy, và hình in các thứ thì cũng rất là đẹp. Đây, mình sẽ co ra. Hình in khá là ổn. Ok đấy mọi người ạ. Và mình mua bạn này là bạn size M nha mọi người. Size M cũng đã khá là rộng rồi. Và áo phông ở đây thì mình thấy nó rộng thiên về kiểu dài xuống ấy, nên là mặc dấu quần khá là xinh. Đây là áo của nhỏ Minh Anh chọn này. Cũ cũ vậy đó. Con nhỏ này nó cũ cũ cũ. Và nó trông giống áo second hand dã man mọi người ạ. Đây là áo nam và chất vải rất là thích luôn nha. Ngoài ra thì mình có mua thêm hai chiếc túi để đi biển nữa, túi top bag. Và túi này thì có giá là 95.000 một cái và sẽ được đưa vào quỹ từ thiện nha mọi người. 100% organic cotton. Đấy, nói chung là mình không biết là quỹ từ thiện gì, nhưng mà nói chung là cái tiền bán được cái túi này thì sẽ đưa vào quỹ từ thiện. Và đây là một chiếc túi rất xinh. Đó, mình thấy 95.000 chiếc túi này khá ok, mặc dù vải nó hơi mỏng một tí nhưng mà đeo lên thì vẫn rất là xinh. Đây, mà chiếc túi này cũng xinh lắm lắm nè. Đó, yêu không? Họa tiết này cũng đang rất là hot nè. Không đeo đi biển, chúng ta đeo đi học cũng được mà. Xinh mà mọi người, cái chất cái túi này cứng hơn cái túi xanh kia. Sốc cuối cùng mình mua đó chính là T-Ball. Biết là túi này T-Ball à? T-Ball mọi người. T-Ball. Thì ở đây mình quyết định đi ra đấy với lý do là người ta up một loạt đồ Blackpink lên cả nhà ơi. Thế là mình đã ra đấy quất ngay một em túi. Trời ơi má ơi, nó xịn đấy cả nhà ơi. Xịn cho mọi người, đây là chiếc túi top bag rất rất là xinh luôn. Gặp lại như này mọi người kiểu không thấy rõ được cái form nó ấy. Xong mình quay đeo lên cho, đeo lên nó xịn cực kỳ luôn ý. Và hình in rất là chắc chắn. Cái túi này giá hơi cao một chút là 829.000 và chất vải bò rất là mềm. Và mình nghĩ là cái túi này có thể đựng được cả thế giới luôn ý. Đúng nghĩa được cả thế giới, mình sẽ mang em nó đi học. Ui, đựng được nhiều cực kỳ luôn ý mọi người ạ. Trong này cũng có ngăn nhỏ này, mình thấy vẫn là đắt nhưng mà đáng đồng tiền bát gạo của mình. Ở ngoài này thì sẽ có hai cái ngăn túi nhỏ nữa nha, xinh lắm mọi người. Bạn nào mà fan Blackpink mà có điều kiện một chút thì không nên bỏ qua. Ok, tiếp đến mình có hai sản phẩm trông thì rất là aespa nhưng thực ra là Blackpink. Đầu tiên thì mình có một cái tấm lót chuột đó. Đây, tên trông rất là giống cái logo Savage của aespa nhưng mà lại là Blackpink Enjoy Your Yacht. Đây, gần đây mình mua một chiếc cốc mọi người ạ. Chiếc cốc này khá là rẻ, chỉ có 239k. So với mấy cái cốc Starbucks mình hay mua thì nó rẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì cái nhựa nó cũng không được cứng lắm, nhưng mà chị nhân viên bảo đây cũng là một loại nhựa cao cấp. Chị nói thế thì biết thôi. Chứ em không biết thế nào là cao cấp. Em thấy nó hơi mỏng một tí nhưng mà cũng ok. Mình uống nước đá từ mùa hè ổn mọi người ạ, và bảo vệ môi trường. Đấy, chúng ta mua cái này mình đỡ mua cái chai nhựa hơn. Xinh lắm, cái cốc này mình thấy xinh. Còn mấy mẫu nữa cũng xinh xinh, sẽ để trên màn hình cho mọi người nha. 700ml nha mọi người, đựng được một cái nước size lớn của Starbucks. À, mình còn mua cho mình một cái nữa, đó chính là cái cái treo điện thoại không biết gọi là cái gì, rất là xinh. Thì như là 100 bao nhiêu ấy, 100 bao nhiêu một cái này. Nên mình cầm cái này thì đấy, mình cầm điện thoại như này lại đấy, giống các chị 141. Đó, xong rồi mình có mua cho Tạ Dương Thanh Huyền cái này. Quà sinh nhật cho Tạ Dương Thanh Huyền nhá. Đầu tiên là sẽ có một cái card holder. Cái này có thể dán vào sau cái ốp điện thoại được. Đây, card holder rất xinh. Và đây, mọi người bóc cái này ra được dán vào ốp điện thoại này. Tiếp theo thì là một cốc rất là yêu luôn. Disney cũng hợp với mình ha. Nên tặng hay là nên dùng đây. Để suy nghĩ nha Tạ Dương Thanh Huyền. Đây là một cái cốc giữ nhiệt. Giá bạn này giá gốc là bao nhiêu? 529 nha mọi người. Và bạn này là 500ml. Ôi trông nó to này mà nó lại ít hơn cái cốc này, nhưng mà nó xinh, nó xứng được, xứng đáng được mua. Vậy là video haul đồ linh tinh tuyền len hết của mình thì cũng đã kết thúc rồi. Hy vọng là giây phút vừa qua đã giúp cho mọi người giải trí và có thêm được nhiều sản phẩm mà mọi người thấy hữu ích và mọi người muốn mua. Và link thông tin những sản phẩm có link thì mình sẽ để dưới mô tả. Còn mấy cái gọi ở store ấy thì chắc là
chưa chắc là đã có link, mọi người có thể ra trực tiếp store để mua nha. Và cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.